Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con kính chúc nhân loại thế giới ba gia ba tánh khỏe mạnh bình an và dịch bệnh tiêu tan. Nói chung là cũng đang mưa các bạn, nhưng mà mưa bão lụt này thì để cho nó tiêu hủy cái con Covid cho các bạn cũng là điều tốt, chứ không phải là cha mẹ cũng đang sàng lọc để tiêu diệt cái con Covid để phổ độ ba gia ba tánh nha các bạn ạ. Nói chung là cũng mừng hơn. Nói chung là hôm qua thì mình cũng rất vui. Nói chung là bây giờ cũng nhờ cái công nghệ 5.0 này mà mình được lên sóng, rồi cũng là điều vui. Nói chung là cũng mừng. Nói chung là mình cũng rất cảm ơn YouTube để cho mình lên sóng, để mình được biết là để mình thỉnh thoảng mình xem lại đấy, để mình biết được là cuộc sống của mình nó như thế nào, rồi hàng ngày mình đã tu tập như thế nào, rồi mình đã tiến bộ như thế nào. Thì mình cũng rất cảm ơn nhà mạng 5.0 và kênh YouTube này. Nói chung là mình cũng nghe đâu nguồn gốc từ Mỹ gì đấy. Nói chung là mình cũng rất cảm ơn. Bây giờ nói chung là mình được lên đây thì cũng giống như là một niềm vinh hạnh vậy. Rồi được gặp các bạn nữa. Rồi các bạn có những bạn thì nhưng mà mình nói chung là mình nói trước một cái điều vi diệu nhậm màu trước, rồi sau đấy là mình tâm sự chia sẻ một chút rồi mình kết thúc video nhé. Có nghĩa là hôm qua mình ngồi thiền đấy các bạn. Ngày hôm qua, đêm hôm qua là dương là 15 tháng 10 phải không? Còn âm là mùng 9 tháng 8, mùng 9 tháng 9 đó các bạn. Là mình có gặp tông thiền á. Tông thiền là mình được gặp cha mẹ. Tức là mình rất vui. Tức là mình tin tưởng mà mình thành tâm thành ý. Thì cha mẹ cho mình gặp để mình tin tưởng, để mình tu tập đấy các bạn ạ. Mà đây là hôm qua mình tu thiền định, thiền định của ngài thành tâm giúp người. Thì mình trong thiền là mình được gặp cha mẹ, thì là cha mẹ chắc thấy mình cũng thành tâm thành ý đó, nên cha mẹ cho mình gặp để mình tin tưởng, mình tin tưởng để mình tu đó các bạn, mình ngồi thiền đó các bạn, để mình có động lực mình ngồi thiền đấy. Thế trong thiền là nói chung là mẹ cho mình ngắm mẹ nhưng mà nói chung là cái bộ hôm qua mình gặp thì mẹ mặc nói chung là mặc bộ quần áo vàng đó các bạn, và đội mũ vàng. Nói chung là hôm qua thì mình gặp mẹ là như vậy. Mẹ đẹp lắm, mà mẹ cho mình ngắm suốt cả buổi ngồi thiền à. Nhưng mà đấy là điều vi diệu nhiệm màu mà thành tâm thành ý. Tức là từ một người, bản thân tôi là từ một người là tôi lên chùa, tôi đọc kinh niệm Phật là tôi ngủ gật, mà bây giờ tôi đã tinh tấn đến như vậy là các bạn biết rồi. Thôi các bạn cố gắng nhé. Nói chung là tôi chia sẻ lên đây là cũng vừa để một ngày nào đấy để xem lại là xem là mình quá trình mình đã biến chuyển đến đâu, và đã tinh tấn đến đâu, và đã thấy mình thay đổi đến như nào, con người mình tiến bộ như thế nào. Tôi cũng cảm ơn 5.0 và nhà mạng YouTube. Nói chung là xuất phát từ ở nước ngoài hay từ Mỹ tôi cũng nghe mong manh vậy, nhưng mà tôi cũng chưa biết là nó ở đâu. Nhưng mà tôi được truy cập vào đây tôi cũng thích. Nói chung là bạn của tôi thì cũng không muốn là tôi phát lên đây, bởi vì khi mình phát lên đây là có những cái người tâm tà, gọi là tà đạo đó, rồi nó phá mình thì mình bị ảnh hưởng. Nói chung là hao tốn đi năng lượng hào quang. Nhưng mà khi mình đã tu rồi thì mình cũng phải có bi trí dũng đó các bạn, phải có trí hệ đó, chứ mình phải dẹp được tà chứ các bạn. Tất nhiên là cũng có nhiều tâm tà đã vào bình luận tôi, bảo là bây giờ tà ma xuất hiện nhiều, nhưng mà tôi để cho họ nói họ sưng phổi lên rồi họ tự bể phổi mà chết thôi, chứ còn kệ, tôi cũng không cần phải dẹp những cái tâm tà đấy làm gì. Đấy là tôi cũng nói trả lời cho những người tâm tà đấy nghe nhé. Còn tôi không có sợ những cái tâm tà đấy đâu, bởi vì những cái tâm tà đấy có bình luận vào trang cá nhân của tôi
và tôi vẫn để đấy để làm bằng chứng và cho cộng đồng mạng biết và cho thế giới biết là những cái người đấy là người tâm tà. Thì tôi không quan tâm đến người tâm tà đấy, mà để cho tự họ nói, họ tự họ bể phổi, sưng phổi rồi nghiệp chướng vỡ quật rồi họ chết thôi. Còn họ không tu, họ không biết có cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật mẫu duy trì, không có biết chư vị Phật gì cả, không thành tâm thành ý gì cả, thì nghiệp quật đến rồi họ không có chống đỡ được đâu. Mà khi nghiệp quật đến, khi cái chết của họ đến, chỉ có phước của họ mới cứu được họ thôi. Còn họ tạo nghiệp thì cái chết, họ sống thì họ cũng phải mắc nợ, mà họ chết họ cũng phải trả nợ. Thì bây giờ là đang sàng lọc mà các bạn, 10 mà chết 9 thì còn có một thôi các bạn, mà đâu có phải là cái chuyện này là đâu có phải là nó hiện hữu trước mắt chúng ta rồi. Các nhà pháp rồi các thầy rồi các Phật thánh tiên rồi cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật mẫu chiêu trì cũng đã cho một số thân thân để xuống hòa hợp vào xác của những vị, nói chung là tới đây thì là có người, thì là người nào mà đắc đạo thì là làm, nói chung là các vị bề trên. Nói chung là tôi nói đến đây là các bạn biết rồi, còn nói quá ra thì lại bảo tôi ảnh hưởng đến một vấn đề gì đấy thì cũng không nên, phải không bạn? Nói chung là thiên cơ thì không để không nên tiết lộ. Thế nhưng mà ý là tôi muốn nói là tôi chia sẻ lên đây là hôm qua là trong thiền thì tôi gặp cha gặp mẹ, mà cha mẹ thì hôm qua thì thực ra là mẹ này mặc bộ áo của cha đấy, mà đội mũ của cha đấy, là mẹ lại trong cái hình như vậy. Thì cái này là tôi cũng minh họa như vậy ở trên YouTube vậy. Nhưng mà mẹ hôm qua tôi gặp á, thì là mẹ mặc bộ bộ vàng và đội mũ vàng các bạn ạ. Tôi rất vui vui là mẹ cha mẹ đã cho tôi ngắm mẹ để nói chung là tôi ngồi thiền có một chút là mẹ xuất hiện thôi, mà mẹ ở trong thiền của tôi suốt chỉ cho tôi tin tưởng á, tin tưởng là vi diệu nhiệm màu như thế nào để tôi tinh tấn tu hành nha các bạn. Không phải là chúng ta tìm về cội nguồn mới gặp được cha mẹ đâu. Hiện tại các bạn tu thiền thành tâm thành ý và phát trí phát hệ và bi trí dũng thì các bạn cũng sẽ nhận được nhiệm màu vi diệu, và phải giống như là ngài thành tâm cho chúng ta cho chén gạo, nhưng chúng ta phải nấu lên chúng ta ăn. Chứ chúng ta không nấu lên mà chúng ta tự ăn cái gạo sống đấy thì tất nhiên chúng ta bị đau bụng, đau bụng rồi xuất huyết dạ dày thì chúng ta lại lại bị bỏ mạng. Nên chúng ta phải biết cách sử dụng và chúng ta thực hành và chúng ta ngồi thiền thật sự và gọi là tự thắp đuốc để đi đó các bạn, thì mới nhận được vi diệu nhiệm màu. Thì cũng có một một em tên là Linh Cua đấy, có hỏi chị bảo là chị ơi mà sao em ngồi chỉ được 15 phút là em nói chung là xả thiền ngay đó, không ngồi được quá 15 phút, mà bữa thì em ngồi bữa thì em không. Thì tôi cũng có nói với em là bảo là ngồi thiền thì phải ngồi phải nắm tâm cho chặt và nói chung là phải thật sự ngồi, giống như là trồng thóc mà phải có chăm sóc thóc thì mới có thóc chín để thu hoạch đó các bạn. Chứ mình không chăm sóc thì làm sao mà có thóc để mà thu hoạch, có thóc chín để mà thu hoạch. Vậy thì tôi cũng có bảo với em nó vậy, rồi xong rồi đã ngồi thì thiền đêm là ngày nào cũng ngồi, chứ đâu có phải là vì em nó nói là có bữa thì ngồi bữa không. Cứ bảo thôi em không thành tâm thành ý mà em ngồi kiểu vậy thì tẩu hỏa thì kiểu là sợ kiểu là tà nó mượn vào cái nó biết là mình không thành tâm thành ý, không có tâm không vững vàng đó, rồi mình ngồi không đều đặn đó, rồi tà nó mượn cớ nó nhập vào rồi xong rồi nó làm cho mình suy sụp rồi chán nản đấy. Đấy nên là bảo sợ em nó vậy, chứ cũng bảo em nó là bây giờ là vợ tu thì vợ sống mà chồng tu thì chồng sống, chứ vợ cũng không đi thay cho chồng được, mà vợ chồng cùng tu thì cùng sống mà cùng chứ chẳng hạn như con tu thì con sống, vợ mà mẹ cũng không đi thay cho con được. Cái thời kỳ này nó là như vậy, thì có phân tích với thằng em nó vậy, tên nó là Linh Cua đấy.
Thì hôm nay chị cũng giải thích luôn, thì em cô tức là thằng em nó cũng bảo được rồi, thì chị em cảm ơn chị, thì em cố gắng em sẽ cố gắng. À thì nó nói vậy. À, thì này, cũng chúc mừng em. À, thì bảo em nó là phải cố gắng mà tu và phải ngồi thiền đều, không có ngồi đều đều như vắt chanh á, ngày đêm nào cũng ngồi, không có phải là đêm này ngồi rồi để đêm kia bỏ, rồi để đêm này ngồi để đêm kia bỏ, ngồi như vậy là không thành tâm thành ý thì đâu có nhận được vi diệu nhiệm màu gì đâu. Mà bản thân tôi là bây giờ là ngoài những là hào quang năng lượng thì tôi có nhận được vi diệu nhiệm màu. À, thì tôi cũng cảm ơn anh Thành, kênh YouTube Thành Tâm Cứu Người đã cho tôi được ngồi thiền của anh và đã nhận được vi diệu nhiệm màu. Và tôi đã được gặp cha gặp mẹ. Điều đấy cũng để cho tôi có gọi là ý chí để tôi thành tâm thành ý, và ngày nào tôi cũng ngồi đều 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 để ngồi đều như vắt chanh. Nói chung là tôi ngồi đều như vắt chanh, như cơm bữa vậy đó. Nói chung là đó là hơi thở và sự sống của tôi đấy. Là hôm qua tôi được gặp cha gặp mẹ là tôi cũng rất chi là mừng. Tôi chia sẻ đến đây thì mến chúc YouTube rồi nhân loại thế giới thái bình, rồi cũng như là nhìn những video trước thì tôi cũng đã chia sẻ về nước dân đấy. Thì nói chung là cái con nước này thì nó cũng tốt cho các bạn ạ, để nó phân hủy đi những cái con virus corona đấy, để cho nó nói chung là nó hết hẳn đấy, với lại kết hợp cả dân chúng của chúng ta đó, toàn cầu của thế giới đó, biết niệm Phật này, biết ngồi thiền này, rồi biết sám hối này, thì cái con Covid này sẽ tiêu diệt hết. Đấy là chúng ta thành tâm thành ý là nó sẽ là như vậy. Và chúng ta phải biết có Phật trời, phải biết có Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Mẹ Phật Mẫu, Diêu Trì, chư vị Phật mười phương, Phật Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, Quan Âm Phật, Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, Địa Tạng, Phật Dương Phật, Di Lặc. Nói chung là Phật Dương Phật, Di Lặc cũng đã tái thế rồi nhưng mà chưa đăng ấn đấy các bạn ạ. À, và cũng đang hóa độ chúng sanh đấy. Thì các bạn là tức là thân dậu mới thiệt rồi đấy. Thì video thì mình đã chia sẻ nhiều đó các bạn. Thì các bạn cố gắng tu, cố gắng niệm Phật, cố gắng ngồi thiền để sống thọ được qua mấy năm đại nạn này. Thân dậu mới thiệt rồi đó, là chúng ta mà còn sống là được đến năm 28 29 đó, là đến năm năm đấy là nói chung là hoành tráng rồi đó các bạn ạ. Năm 30 thì chúng ta có thể là được gặp vua này, rồi được gặp Phật này, bằng da bằng thịt để giảng pháp cho chúng ta nghe rồi. Thì nên chúng ta cố gắng để vượt qua được mấy năm đại nạn này. Nói chung là cũng nhiều thiên tai hỏa hoạn, rồi chiến tranh, rồi loạn lạc, rồi bệnh tật, nói chung là cướp bóc, rồi nhiều những cái tệ nạn nó xảy ra nữa chứ không phải là cái tệ nạn Covid này. Thì các bạn cố gắng tinh tấn tu hành để được cha mẹ rồi chư vị Phật mười phương gia hộ, để chúng ta có năng lượng hào quang để chiến đấu với những năm đại nạn này. Nói chung là cũng từ cảm nhận mà tôi chia sẻ thôi. Nói chung là 18 nước đã có mặt ở Biển Đông rồi. Nói chung là nhưng mà chúng ta là được Phật độ, được Phật che chở, nên là nhưng mà cũng phải có sự tham gia của nước Mỹ đó các bạn. Thì sau khi mà chúng ta được Mỹ giúp đỡ để lấy lại Biển Đông á, thì chúng ta phải theo Mỹ thì mới đi lên được, nói chung là mới hùng cường được, chứ để cho chúng ta, cho Việt Nam ta tự bò thì nói chung là nó cũng khó. Thì đấy là cảm nhận của tôi, thì tôi chia sẻ như vậy. Thì chúc bá gia bá tánh khỏe mạnh, dịch bệnh tiêu tan, mà chúng ta cũng cố gắng khắc phục cái trận mưa bão lụt này. Để các video trước thì tôi đã chia sẻ về về nước dân rồi đấy, rồi nói chung là thiên tai lũ lụt, rồi hỏa hoạn, rồi loạn lạc, rồi núi lửa nữa, cào mắc ma đấy. Nói chung là tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều, nhưng mà hôm nay là tôi tối hôm qua là tôi đã gặp cha gặp mẹ,
thì tôi cảm nhận được đến đâu thì tôi chỉ để sẽ đến đấy, để cho các bạn tự tin và tinh tấn tu hành. Thì khi các bạn ngồi là các bạn phải ngồi đều đó các bạn nhé, không có thể là ngồi mà bữa nay ngồi rồi để bữa sau lại không ngồi, rồi lại ngồi theo kiểu là ngồi giống như là ngài thành tâm giúp người, ngài cho ta lông gạo mà ta lại không chịu nấu lên ăn, thì ta chỉ có bỏ vào ăn sống thì đương nhiên nó phải đau bụng tiêu chảy rồi, tiêu chảy thì chỉ có mà cái con Covid này nó lại xâm nhập nữa thì có mà ra đi à. Nên các bạn cố gắng là phải hành trì và thành tâm thành ý. Thì bản thân như tôi đây, bây giờ là tôi đã nhận được phi diệu nhiệm màu rồi, thì tôi cảm ơn ngài. Nói chung là ngài đã cho tôi sự sống và cho tôi niềm vui, cho tôi an lạc, cho tôi hạnh phúc, và tôi bây giờ không còn động tâm nữa. Nói chung là tôi tinh tấn tu hành rồi đấy. Thậm chí là ngay như cái chuyện mà tà nó xâm nhập đấy, là ngay như trên cái kênh YouTube của tôi này, là vẫn có những tâm tà đấy, họ vào bình luận đấy, thì là bình luận là bây giờ tà giáo xuất hiện nhiều. Thì đấy, tôi không xóa, nhưng mà tôi để đấy, và hôm nay tôi trả lời luôn là khi tôi đã có hào quang, đã có năng lượng, đã tôi đã tự tin rồi, mà cha mẹ đã về gặp tôi rồi, đã gia hộ cho tôi rồi, thì tôi cũng sẽ đánh bật được cái tâm tà đấy đi. Và cái tâm tà đấy, có hôm có những video, là có những trang là nhắn cho tôi cả chục cái tin, nhưng mà toàn có nói về nhưng mà toàn xuất hiện về những tin về tâm tà đấy. Thì tôi không cần xóa, mà tôi cũng không cần trả lời, và tôi cũng không like, tôi cũng không bấm vào thích, nhưng mà tôi trả lời trực tiếp đây là cái tâm tà đấy. Cứ nói mãi, cứ nói thoải mái đi, nói mãi rồi sưng phổi lên, bể phổi rồi máu phun ra họng rồi chết thôi. Đấy là tôi nói, là tôi còn bảo người ta là bạn hãy đưa ngày tháng năm sinh và tên địa chỉ tôi cúng cho. Đấy, bạn cứ nói thoải mái, nói khi nào sưng phổi, bể phổi và máu phun ra cúng họng thì chết thôi. Tôi là bây giờ tôi có hào quang, có năng lượng và tôi tự tin rồi mà. Tôi là người bây giờ là được bề trên gia hộ rồi đấy. Đấy, nên tôi cũng nói cho bạn biết vậy. Nên là tôi không cần phải xóa, mà cũng không cần thấy như không thấy, mà nghe như không nghe, có như không có. Trong trường hợp đấy là tôi sẽ như vậy. Nên bạn cứ nói thoải mái, cứ bình luận thoải mái, bạn cứ bình luận thoải mái. Rồi khi nào bạn nói chán rồi, bạn tức, bạn ức ức lên rồi, bạn ức lên là bạn mang cục ức mà ăn, rồi bạn sưng phổi, bể phổi lên, máu phun ra cuống họng thì bạn chết thôi. Nên là tôi đã nói là trong cái trường hợp đấy thì tôi lại thấy như không thấy, không thấy như đã thấy, nghe như không nghe, không nghe như đã nghe, có như không có, không có như đã có. Đối với bạn là tôi sẽ như vậy. Còn chẳng hạn như là thấy ai mà có thể mà đối mà tôi không có giàu có gì, nhưng mà có thể tôi có bát cơm thì tôi ăn 2 phần, tôi chia cho người đó 1 phần thì tôi lại sẵn sàng. Bởi vì là nhiều thì tôi không có thể để đi quyên góp để giúp đỡ ai, nhưng mà trong trường hợp tôi sẽ gặp được như vậy, thực tế như vậy, thì tôi sẵn sàng. Còn với bạn, bạn bình luận tôi như vậy thì tôi cũng sẵn sàng trả lời bạn. Hôm nay tôi cũng không cần xóa tin nhắn và tôi cũng không cần ấn 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 bạn, nhưng mà tôi trả lời như vậy thì bạn hãy nhận lấy những gì mà tôi trả lời hôm nay nhé. Đó là cái bạn tâm tà đấy, hôm nay tôi trả lời vậy nhé. Thì chúc bá gia bá tánh khỏe mạnh bình an, nói chung là vui vẻ, phát ra hào quang năng lượng từ niệm Phật. Rồi ngồi thiền. Nói chung là thời kỳ này muốn sống được đến năm 30 đấy các bạn, thì chỉ có cách là ngồi thiền. Ngồi thiền là đi con đường tắt và nhanh nhất đấy các bạn. Nói chung là vừa là tắt nhưng mà lại là nhanh nhất. Nói chung là có thể có những bạn cũng ngồi cả mấy chục năm nhưng mà không nhận được những gì, nhưng mà tôi là bây giờ là nhận được nhiều thứ như vậy, thì là do tôi thật tâm thật sự, và tôi cũng đã có chắc kiếp trước tôi cũng chắc chắn là kiếp trước tôi cũng đã có tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, và nên tôi mới được hưởng hồng ân như vậy. Bản thân tôi là lần đầu tiên mới ngồi thiền, cách mấy ngày đầu là tôi đã được gặp mẹ mẫu mà. Thì tôi nói thì mọi người cứ bảo là phải cẩn thận đấy,
Nhìn vì là nhiều lúc là cái những cái hình ảnh đấy là nhiều khi là tà nó nhập vào rồi nó khiến cho mình nhá, nhiều khi tà nó cũng như thật mà nó khiến cho mình là mình không vững tâm, là nó khiến cho mình là đi theo nó, là mình làm những điều sai trái đó. Nhưng mà thực ra là tôi là thấy những không phải là tà mà là chính các bạn, là tôi đã chia sẻ nhiều video rồi mà. Tôi đã từng gặp, đầu tiên tôi gặp mẹ, rồi xong rồi tôi gặp nói chung là nhiều video các bạn có xem thì sẽ hiểu. Thì tôi cũng đã gặp nhiều những cái nhiệm màu vi diệu như vậy rồi. Thì hôm nay chủ trương chính của tôi thì tôi đúc kết lại là tối hôm qua tôi đã gặp cha mẹ. Thì nói chung là mẹ cứ lung linh ở trước mặt tôi trong lúc thiền vậy. Nói chung là đẹp lắm. Mẹ hôm qua thì tôi gặp thì là mẹ mặc áo vàng, mũ vàng. Nhưng mà hôm nay là đây là hình ảnh minh họa. Thì các bạn cố gắng tinh tấn, thành tâm thành thật ý thì sẽ cha mẹ gặp để cha mẹ cho mình tự tin đó, cho mình có niềm tin đó, để mình tu thiền đó. Mà tu thiền là con đường nhanh nhất để chúng mình tiến hóa. Mà như ta, như con người ta là một động vật, mà động vật cao cấp đấy các bạn, thì chúng ta đã tiến hóa hơn các loài vật đó. Thì chúng ta cố gắng ngồi thiền, rồi ăn chay niệm Phật, rồi làm lành lánh dữ. Thì con người ta tu là để sửa tâm sửa tánh các bạn. Chứ bản thân tôi là từ lúc trước là tôi cũng từ một người nói chung là lên chùa đi đọc 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 đi niệm Phật mà tôi cứ ngủ gật đấy các bạn. Thì là mà bây giờ tôi đã phát trí phát hệ bi trí dũng và tôi đã nhận được niệm màu. Thì tôi nhận được cũng nhờ cái công nghệ 5.0 rồi cái YouTube của Nhật, của Mỹ này, thì tôi không biết là nguồn gốc ở đâu nhưng tôi chỉ biết là vậy. Thì mình cũng hãnh diện là được lên đây chia sẻ, thì tôi cũng chia sẻ như vậy vì là tôi đã nhận được nhiệm màu nhiều rồi. Chẳng hạn như là từ gặp mẹ, rồi gặp cha, rồi gặp mẹ Quan Âm, rồi gặp Phật, rồi gặp vua, rồi gặp Phật Di Lặc đó các bạn. Thì tôi đã tâm sự chia sẻ với các bạn và tôi đã được uống cà phê ở cánh tiên, rồi uống trà ở cánh tiên đấy các bạn. Tôi đã lên được đến trời rồi các bạn. Nhưng mà mình không chạy theo những cái đấy, mình chỉ cảm nhận ở trong thiền rồi mình xóa luôn. Chứ mình đi bằng tâm không mà, không mong không cầu, không chạy theo, nhưng mà mình đã cảm nhận được như vậy đấy. Thì tôi chia sẻ với các bạn đến đây, rồi kính chúc các bạn thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ đăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, kiếm thuộc, hương linh pháp giới, chúng sanh cùng lên bờ giác. Nói chung là tôi cũng vui quá, mừng quá là được gặp cha gặp mẹ. Thì hôm nay tôi hát cho mẹ thần chú nhé. Thế thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tam đại chuyển đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề, cu chi nẫm đan điện than, chiết lệ chủ lệ chuyển đề ta bà an, chiết lệ chủ lệ chuyển đề ta bà ha, an chiết lệ chủ lệ chuyển đề ta bà ha. Đấy là thần chú của mẹ mẫu đó các bạn ạ. Các bạn là thành tâm thành ý và trong đầu các bạn nó giống như là cái dòng máu của các bạn nó chảy chảy ở trong 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 não, ở trong 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 cơ thể từ từ đầu xuống đến chân, là chúng ta đã có thần chú của mẹ rồi. Mà lúc nào cái câu thần chú đấy nó cũng chảy như một dòng máu ở trong cơ thể của chúng ta rồi các bạn, nên chúng ta kết nối nó cũng không có gì là khó cả đây. Vì là như mình là thần chú của mẹ đó, là nó nói thật với các bạn chứ hôm nào mà mình mà không kêu mẹ là mình không có ngủ được đâu. Mà mình kêu mẹ đều đều á, mẹ ru cho ngủ ngon, giống cho mình sức khỏe này. Rồi mình đi đâu ra khỏi nhà là thậm chí là nôn nôn mà về á, về với cha với mẹ, cha mẹ về trên đó các bạn, là về đến nhà là cha mẹ ru cho mà ngủ đó, ngon lắm. Chứ mình lạc nhà ra nó cũng còn khó ngủ đó các bạn, đâu không phải dễ đâu. Mà đi á, đi lâu là cha mẹ nhắc cái hắt hơi đó. Các bạn có tin điều đấy không? Các bạn tin là sẽ có mà không tin là không có. Nhưng mà hãy tin mình đi, không tin thì cũng tin đi để được sống những năm màn trời chiếu đất sàng lọc này nhé. Thì hôm nay dự tính của mình là chia sẻ có 5 phút mà nói quá rồi, bây giờ nó lên đến
gần 25 phút rồi. Thì nói chung là thôi mình bây giờ là đang thời kỳ này là thời kỳ phải biết đến cha mẹ bề trên, chư vị Phật mười phương đó các bạn, Phật thánh tiên đó các bạn, Long thần hộ pháp, chư tôn Bồ đề Đạt Ma. Nói chung là Phật Dương và Phật Di Lặc thì cũng đã xuất hiện và đang ấn đấy các bạn. Thì mình chia sẻ như vậy để các bạn cố gắng tinh tấn để được sống thọ đến hội Long Hoa, để được gặp vua, gặp Phật. Phật lúc đấy là Phật bằng da bằng thịt đấy các bạn, cũng như người mình đây này mà ngồi giảng pháp cho mình nghe này. Nhưng mà những người nào mà tu tâm tu 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 thành á thì lúc đấy mình được gặp, thì mình cất chúng ta cố gắng nhé. Chúng ta bây giờ đi đi nhanh nhất là và đi tắt là chỉ có đi, chỉ có ngồi thiền là niệm Phật là nhanh nhất đó các bạn. Tôi niệm cho chư vị về trên một một mấy câu rồi xong rồi tôi kết thúc nhé. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vì hôm qua tôi vui quá tôi được gặp cha gặp mẹ. Khi nãy tôi đọc thần chú cho mẹ rồi phải không? Thế bây giờ tôi đọc tôi hát chú Lệ Vi một chút nữa rồi tôi kết thúc nhé. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thu Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Sa Đa Na Đa Đa Già Đà. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Tế Thức Bát Ra Ra Bồ Đề Tát Đọa Bà Già Ma Tát Đọa Bà Già Ma Ca Lô Ni Ca Già Tát Bàn Ra Phật Tế Số Đát Na Đát Tọa. Nam mô Tát Kiến Lật Đoà Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Tế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Sân Tri Hê Di Ma Bàn Đà Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Thấu Bằng A Thệ Dương Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đà Đầu Đán Điện Tha Na Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Si Hê Di Ma Bồ Đề Tát Sọ Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Hê Di Đà Dương Cú Lô Yết Mông Đô Lô Phật Sa Ra Đê Ma Phật Sa Ra Đê Đà Ra Đà Ra Đê Di Ni Thất Phật Ra 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 Ma Ma Phật Ma Ra Mục Tế Lệ Y Hê Thất Na Thất Na Phật Sa Phật Sâm Phật Ra Sa Lợi Phật sa Phật sam Phật ra sa sa hô lô hê di ta ra ta si tu ro tu ro bồ đề già bồ đề già bồ đà già bồ đà già di đế di già na ta cần di đế di sát ni na ba già ma na ta ba ha tất đà già ta ba ha già kiết ra tất đà già ta ba ha ma ba li thăng hết ra già ta ba ha nam mô hắc ra đát na ra ra già ra nam mô a di đà ba lô yết đế thức quan ra già ta ba ha tất điện đô mạn đà ra ba đà già ta ba ha tất điện đô mạn đà ra ba đà già ta ba ha tất điện đô mạn đà ra ba đà già ta ba ha. Nói chung là tôi rất muốn là chia sẻ rất nhiều nhiều với các bạn vì là tôi vui lắm tối hôm qua tôi gặp cha gặp mẹ. Tôi chúc bá gia bá tánh khỏe mạnh bình an nhé. Rồi tôi nhận được nhiệm màu tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn khỏe mạnh thân tâm an lạc niềm tin vững chắc phước thọ tăng long mọi việc hanh thông gia đình hương thịnh kính thuộc hương linh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.